Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng. Anh em bây giờ hãy cùng mình xem lại những trận đấu highlight trên kênh Chim Sẻ Nắng Official nhá. Và chúng ta đi dò đầu tiên này, dò bài Macedonia này. Là vòng đi dò. Có bầy hiệu đầu, chúng ta có máy của game thủ Nam Sông Kiêu. Baby Lon, xong kỳ góc, né của sư tử rồi. Đây là máy của game thủ chim sẻ, Panbran ở trong cánh, có voi. Hai voi luôn, đưa voi về, bài Pan đến game thủ chim sẻ. Hai cái bot đi chém ở cánh bên kia, một mình một cánh rồi, sẻ sẽ đánh cánh này để cho Hưởng và Nam ôm nhau đánh cung. Một voi, và bây giờ sẽ là con voi thứ hai dành cho game thủ chim sẻ nắng. Có quả phụ luôn. Nhiều đầu thì mình nghĩ là kiểu gì cũng có thôi. Nên là đây là bài đấu ổn đến từ bài pan này rồi. Bây giờ sẽ là con voi thứ hai được đưa về. Tìm thấy màu quả phụ thứ hai nữa thì ngon. Làm bài hai quả phụ luôn cho nó mát máy. Thêm bầy hiệu nữa đây. Thêm voi nữa, con voi thứ ba. Bây giờ sẽ là con voi thứ hai được đưa về. Đưa voi về rồi. Hết đầu thiết kế và giải quyết con voi này. Rồi, ba voi, quả phụ dành cho game thủ chim sẻ với bài pan của mình. Đưa nó con voi để về thôi. Như vậy là cái bên kia theo thông tin nhận được là game thủ 2K1 gần sát nhà của Mạnh Hào. Người được cầm con Hitty bên phía đối bạn. Rồi, quay đầu nữa, quả phụ 6 cây này. Dân ở nhà sẽ đứng chơi một khoảng thời gian hơi lâu đấy. Quay đầu xa thế. Mệt mỏi quá anh em ơi, voi vũng này. Ba voi dành cho chủ chim sẻ. Kích rồi. Chưa được. Kích 7-30. Nam Sông Kiêu báo về bài xấu. Ở đây là máy của game thủ Văn Hưởng. Văn Hưởng ở đầu cánh với con Egypt này đánh cung. Hiếu 4. Nhưng có con voi đó bài cũng xấu nốt. Hơi toàn toát đến từ anh em rồi. Rồi, nó có voi này về. Vâng, Nam định ra ăn hiêu đầu của sẻ à? Ra ăn đi, còn 4 con này. Nhường cho 4 con này ăn đi. Vâng, như vậy là Nam Sông Kiêu quyết định không ăn mấy con hiêu này nữa. Rồi, thấy bảo chết dần đến từ cả Nam Sông Kiêu rồi. Bên kia có phát mà anh em. Đây, bên kia thì phát lên kênh Mạnh Hào với fanpage của Tếu đây. Sẽ kích đời ở 10-02. Hạng cao 1 ăn tranh với màu 6, Mạnh Hào. Mạng xe rượu hít tì đều BL, BM. Bài kích đời trong đấu 10 đến từ game thủ 2K1. Tếu cầm Minwan lên đợi, xin lỗi anh Huy cầm Minwan lên đợi khá là sớm. Ở đây là bài vàng đến từ game thủ 2K1 trong trận đấu này. Hưởng gãy luôn à. Còn đang bị màu 8 chơi vào, đó chính là game thủ Đoàn Tếu. Tếu là người được cầm AC đánh chém, vừa đóng xong BM. Đóng A chưa? Chưa đóng A thì phải. Một dân đóng BA, nó hơi lâu. Có nốt đi. Và 11-51 đến từ Văn Hưởng. Đến chặt gỗ, còn 23 dân thôi.
Nam Song Kiêu thấy bảo cũng vậy à. Ôi rồi ôi. Đây ông nói nguyên thủ chim sẻ. 2L chọc hộ cho bắn hưởng nhưng mà gặp AC nhưng mà gặp lạc đà luôn rồi, lạc đà đang chạy lên đấy em ơi. 2L luôn đấy nhá. Nó vẫn đang đứng lạc đà ở nhà thôi, bo đi. Bo gì thì bo. 2L tới vụ chim sẻ. Cái bên kia 21 đang được hào không? Bầu 7 dâng L và chọc nhà 21 kết hợp với T ở Mạnh Hào. Bên kia thông tin báo về chuyên bệnh cầm AC đi dâng Nga nữa. Kết cục chết chóc anh em ạ. 2L đến từ 2K1 để phải yêu. Hào đang bo nhỏ rúi rụi rồi. Tham lai là 22 trên 36 trên cái bài đấu này. Tham số kêu tham lai 27 thôi. Hòm hèm quá anh em ơi. 3 A đi cái rủ Nam Song Kiêu. Vào đi, còn chưa bánh xe nữa. Cadets. Gì đánh cung toàn phút 15 không bánh xe đây. Xe tập lại 27. Đang đi quản nhà của cái thủ đoàn Tễu. Đoàn Tễu bò nhỏ và... có lạc đà đứng kê ở đây rồi. Màu 5 ở trong, màu 5 đánh nhà không đi dâng. Tham lai là 29 đến từ cái thủ chim xe. Cầu thủ với Đức dạo này hoạt động hơi khỏe anh em ạ. Mồm bảo giải nghệ nhưng mà Khedera vẫn cháy quá. 29 này cầu thủ chim sẻ đang chém yếu được người cầm màu nam cầu thủ chuyên bệnh. Đây là bệnh có đi một tơn rồi. Hoàn toàn có thể chém luôn cùng đối phương. 2L vẫn đang bắt đều để cho cầu thủ chim sẻ nào nhưng mà mình nghĩ là chỉ khoảng độ phút nữa thôi. Thì Tễ cũng sẽ có mặt ở trong này. Bằng Tễ hoặc màu 7. Khả năng Tễ hoặc người cầm màu 7 game thủ anh Huy sẽ vào tìm sẻ. Bắt buộc là đội bạn sẽ phải tìm chim sẻ nắng rồi. Ông bảy sẽ bỏ nhà 2K1 để vào tìm chim sẻ nắng và chém thôi. Tham lai là 28, không chém được con AC này rồi. Ruộng rất nhiều. 2K1 tham lai 16. Nam Sung Kim tham lai 33. Và hưởng tham lai là 22. Cầm 2KL đi bắn ruộng của anh thủ Chuan Tễu. Bật chế độ hồi luôn ở phút thứ 18 rồi. Đang ngồi sắp lại dần đấy anh em ạ. Chim sẻ tham lai là 27. Vẫn đang 2L và đang quấy trong nhà đội bạn. Đây mỏ vàng mỏ 7. Nguyên thủ anh Huy trốn trong này ăn vàng. Trốn à. Vào tận nơi tìm luôn. Đen cả BS để chạy đến từ Huy rồi. Rồi đội bạn cũng chỉ có màu màu 6 của Mạnh Hào đầu cánh kia nữa nha. Hào cũng sẽ hồi lại khi mà 2 cái bóng đã bay nhà rồi. Bệnh thì đang lục nhà liên tục. Quan trọng là Hưởng và Nam phải nở lại được cơ. Sẻ vẫn đang 2L siêu đều. Nam Song Kiêu tham lai 37. Đang cố gắng để nở tham rồi. Thủ Nam Song Kiêu và đẩy cung. Và đẩy cung như thế này thì cần phải có giáp. Bóng 8 lạc đà cũng đông lắm. Nam Song Kiêu còn chưa có giáp 2. Tham lai là 40 dành cho anh thủ Nam Song Kiêu với bài đấu này. 2K1 tham 9 đang lao vào tìm Huy. Chỗ này vẫn kín. Và màu 6 bắt đầu có cung để chơi lại 2K1 rồi. Đây là máy thủ chim sẻ. Vậy là bắt đầu bị dummy. Màu 7 anh thủ anh Huy vào cái y nhà chim sẻ luôn. Nhưng mà y này là y chưa có giáp. Đây là bổ luôn. Đẩy ghe vào. Sao? Như nào? Đâm đi với cả chúng tôi. Rồi chết rồi đấy. Đâu rồi, có ai mang cung sang bắn đi cái. Sắp mèo đồ. Sắp mèo đồ từ 6 giờ rồi thấy. Xuống bắn đi. Tham lai của anh thủ chim sẻ là 31 với bài bàn này. Rồi có cung R được bắn đây rồi. Bỏ lại đi. Vâng, tham lai của thủ chim sẻ là 34. Một E nữa. Lên chém 4.
Nam Sung Kyu tham lai đa số là 54, đang bắn được dân đội bạn đây rồi. Bắn đi. Bắn đi ở ngoài của anh Vũ Anh Huy. Đây đang ở bên ngoài bắn. Đây rồi đang bắn đây rồi, sửa đi. Cho mùa 4 ít vàng anh em ơi. Đang sang. Tham lai Nam Sung Kyu là 61 thôi. Tôi nhìn là hơi ít quân. Tại sao để kê nhà cho chim sẻ nào khi mà bị ông Nam đẩy thì phải. Đây vụ chim sẻ. Vâng, làm và chém luôn rồi. Có cả Nam Sung Kyu đứng sau. Bắt nguyên tôi quân này của vụ chim bậy. Đuổi đi rồi đấy, đuổi đi. Đuổi đi, đuổi đi, đuổi đi. Rồi bắt nguyên tôi này thôi. 32 dành cho vụ chim sẻ. Hưởng hồi được chưa? Hưởng quả tham lai thì còn là 29 thôi. Vâng, Hào đau đầu ra lại dần với con Hitty này. 2K1 tham lai đang số 13 đang cố gắng đi quản anh Huy. Rồi tham lai đang số là 12 rồi. Vòng 6 bắt đầu đi quân nhá. Và đây là Nam Sung Kyu. Ở nhà có gì đấy? Lạc đà 18 bắt đầu vào. Giáp 2 đã có rồi. Đốt y rồi cũng chim sẻ. Đâu vẫn đang đốt y. Kìa 18 vào kìa. Tham lai là 83. 6 vào thì sẻ và Nam sẽ kết hợp cùng với nhau để thủ thôi. Bên kia like trên page của Tễu anh ơi. Tìm fanpage Tễu là thấy ạ. Như là có xe lên page của sẻ hay sao mà. Vâng, tham lai là 82. Có lên bản đồ cái kiểu đi. Và đây là cung của game thủ chuyên bệnh bắt đầu đẩy lên. Vòng 8 bắt đầu lao vào. Vòng 5 đang đẩy nhà game thủ chim sẻ. Tham lai là 103 tới từ bài Babylon này. Đây là một máy thủ chim sẻ. Thằng hô anh em đi bắt quân của màu 5 rồi lên 4. Bên kia không đào vàng đâu, không ai đào vàng cả, tham cân thôi. Sẻ vẫn đang có bài 3L của Panbran. Toàn lạc đà công 4 đầu máu thôi. Rất là khỏe. Với bài Pan này. Nghĩ đến việc đi ăn vàng khác rồi kia, nó đẩy kia, nó đẩy kia. Nam ít quân bên này đấy. Bảy bao kia sát mép kìa. Ờ kịp thời đấy, đây rồi. Vòng 6 cái thủ mạnh Hà bắt đầu đào vàng. Nam đang đi vòng phía sau, sẽ đang đi vòng một tơn. Bắt nguyên tơn quân này của chư mệnh rồi đi ốp nhà vòng 6 thôi. Rồi đây. 3.E đến cái thủ chim sẻ. Là đạp ban lao vào đúng quần tuần này thì nát bét. Kìa, mỗi thứ 100 kìa. Bơm đi, bơm đi, bơm đi, bơm đi. Ốp 6 đi, 6 đầu cánh kìa, nhìn bản đồ con kìa. Một cần gỗ anh em. Rồi tham lai đường số 53. Đây là mặt máy của anh thủ Nam Sông Kiêu. Đây là mặt máy của anh thủ Nam với tham lai 117. Ốp màu 6 thôi, cũng có bản đồ rồi. Màu 6 gây hốc một sát mép đấy. Nam hở kìa.
đang máy của cái thủ Văn Hưởng với tham lai xin lỗi là hai cán bộ tham lai 24 Hưởng đang hồi lại với tham lai 63 toàn dân đây rồi. Thì hốp đi sẽ đến hốp của Hào này chém hai. Đột kích rồi, đột kích rồi, đột kích rồi. Chú ý bắn đi. Bắn cái nhà đấy luôn. Để chém sau đây rồi, cứ bắn đi. Ôi bài ban này khỏe quá anh em ạ, cân bản đồ luôn này. Đang công 4 đầu máu. Kìa, kìa, bắn dân đâu kìa. Còn 5 cân cứu kìa, xúc luôn. Tạm lại là số là 52, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Lùi, 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 cũng ra, lùi, cũng ra, lùi, cũng ra. Vào, 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 vào. Rồi, đào vào trong. Bắn màu 5 bên ngoài kìa, Nam ơi. Sẽ đang đưa cung vào bên trong. À, đưa lạc đá bên trong. Và đang có khá nhiều cung đường tới cái thủ mạnh hàm đây. Tân ốp định công mạnh dành cho các cái thủ chúng ta. Chém đi. Thêm tân lạc đá nữa tới từ cái thủ chim sẻ với tham lai là 4x của mình. Lạc đá pan rất đông dành cho thủ chim sẻ nhà. Rồi, 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 thấy rồi. Cứ để yên đấy. Rồi, nó sẽ phải chết thôi. Đang chém dân bên trong mạnh hào. Hưởng có mặt ở đây. Lạc đà đang tuồn thêm lên. Và nếu như cứ đánh vào vàng như thế này cũng được vì đang xong kêu lên 4 rồi. Để bạn cũng sẽ chưa có thần ngay được. Thấy rồi, có bản đồ rồi. Nhìn thấy rồi, đang đưa lạc đà đến. Kìa, chém đi kìa. Ừ đây, bình tĩnh, lạc đà nhiều lắm. Anh em cứ thoải mái đi. Và cao thủ xuất hiện, anh em chuẩn bị đi. Hưởng lên 4 đi em, đóng nhà đi, bơm cho phát lên 4 đây này. Sẽ đủ đồ bơm cho lên 4 luôn. Đây là mỏ vàng của kim thủ Mạnh Hào. Ôi dồi ôi, 20 cân anh em ơi. Ôi dồi ôi, dồi ôi. Chém đây anh em ơi. Hít lên 4 rồi nhá. Tham lai là 50, bởi vì bên kia sẽ có game thủ truy mệnh bơm đồ được cho game thủ Mạnh Hào. Nào vào ôm tân nữa này. Có Hưởng đây. Đi đã. Sẻ lạc đá đông lắm. Vào đây, vào đây. Này, chơi này, chơi. Vậy ế. Vậy. Rồi, chém. Có 86 chưa? 86 chém cút củ luôn. Lên. Đá có một đây. Kìa, bắn đi. Bắn quân. Bắn dân nữa. Rồi, vào. Đỡ làm sao được. Đen, đen của địch. E của địch. Vâng, chém đây, chém đây, chém đây, chém đây, chém đây, chém đây. Chết luôn, cái gì nữa, bọn nó cứu kệ nhá. Vào trong đây. Vâng, Nam bây giờ mới đến nhà sẻ, anh em đợi tí. 3L bắt đều bài pan này, nốt hai line được 4L đấy, được chưa. Lão này, hít đi với cả chúng tôi này. Cả nhà mình ơi. Kìa, hai cái bot lủng rồi kìa, vào đây. Chém cả bao năm luôn. Và chém tất. Hot của Nam xung kêu đến rồi. Làm sao? Kìa Nam ơi, đứng ở bên ngoài kìa, dồn nó đi. 4L thì chim sẻ đi ăn vàng đi. Đây. 4 lù luôn. À nhầm, xin lỗi là 4L anh em ạ. Làm tơn đấy đi, làm tơn quản vàng ở mặt sau bông vòng 6 đi. Ừ, chém được rồi. Rồi hết rồi, còn gì đâu. Kìa bơm gỗ cho Hưởng kìa. Thôi lên đập đôi đi. Tuổi gì? Trời ơi, vâng, cuộc đối đầu giữa những đợt bé chủ và chúng ta vẫn đang có lợi thế anh em ạ. Quá hay. Đây, thêm những mỏ vàng mới dành cho game thủ chim sẻ nắng đây rồi. Đang đi ăn vàng, ôi, nó đang ăn vàng đây rồi. Đi quản vàng đây. Còn hot hitty này không có vàng đấy. Ôi trời ơi, dân này anh em mới bu. Nhanh. Vâng, phải e lỗi đây từ game thủ chim sẻ. Rồi, chém đi. Sẻ nhiều đồ quá kìa, bơm đấy. Ui dồi, sao lại lòi đâu, ông Mạnh Hào đang ăn mớ vàng đây nữa. Lần gỗ 2 luôn. Ôm luôn 5 đấy, ôm luôn 5 là xong rồi. Tạm lại là ở số là 60 đến vụ chim sẻ. Tham chưa đè mạnh hẳn đâu. Sẻ đi quản vàng đây rồi. Kìa, làm dân đâu kìa. Kiểu gì thì Mạnh Hào chạy về nhà của chú Mạnh Đóng A thôi. Hưởng mày làm gì mà vẫn cứ thiếu gỗ thế. 2K1 tham lai 38 bài Max C này rồi. Ôi mạnh dân tơn đây. Và đây Hưởng với tham lai là 99 đang tăng L. Và Nam Sông Kiêu thì đang đẩy nhà 1 năm rồi. Đây đây. Đang tăng anh em ơi, bắn đây.
Và thực ra thì cho khoảng độ chúng con đạp màu 8 thôi và đẩy màu 5 là quýt rồi. Và một đều trong buổi tối ngày hôm nay anh em ơi, thắng trận này anh em nhá, được chưa? Nộn 2-2 luôn. Bài Panbrian quá ghê gớm. Xem kim bao nhiêu rồi, chém được bao nhiêu rồi. Vâng, đang chém cố nốt tên này nữa anh em ạ. Ôi, in ít thế. Bài màu 8 của biến thủ đoàn tiệm của MC đến sớm. Lúc này chúng ta tưởng thua luôn từ đầu nhưng mà vẫn thắng được trận này anh em ạ. Và tỷ số được Quỳnh là một đều anh em ơi. Hay không anh em? Nếu như anh em thấy hay cho xin một like một share nào. Cả nhà mình ơi, chúng ta chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 3 ngay sau đây rồi. Vâng, Hưởng thì không thi đấu rồi mà vẫn thắng được trận này anh em ạ. Ảo quá.